Đấy, xin chào mọi người. Hôm nay buổi phát video của tôi ngày hôm nay sẽ gì? Sẽ hưởng ứng cái phong trào gọi là của mấy cái phần tử gọi là phần tử cơ hội chính trị trong cái vấn đề gọi là bỏ cái chuyện ngoại đó. Cho nên hôm nay tôi làm bài viết ngắn để tham gia cùng phong trào đó. Thì bài viết của tôi ngày hôm nay nó như thế này: ngoại là ngoại thế nào? Đây. Cực có là cực bất chẳng đã đành tiết lộ là một số thông tin để biết ngụy tại sao không còn là ngụy. Hãy xem từ là chính phủ chặt trong kem cho đi để chúng ta biết hiểu đây. Này nhé, lần đầu tiên và có lẽ duy nhất là Việt Nam trở thành đế quốc rạng danh thế giới với tên gọi Đế quốc Việt Nam của chính phủ Trần Trọng Kim. Vì là đế quốc với năm châu bốn bể rồi nên mấy bộ ngành lặt vặt như là quốc phòng, ngoại giao, tài chính, vận tải, lương thực, anh kiêng vĩ đại bỏ qua hết và giao cho thằng đệ là gì? Đệ tử phát sinh nhật trong nôm hết để làm chư hầu cho là đế quốc Việt Nam. Bạn nhé. Và khi Việt Minh của là cụ Hồ nổi lên, anh kiêng là giải tán chính phủ, dâng cả đế quốc cho nhân dân Việt Nam để thành lập là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rồi còn gì nữa, đúng không? Rồi đến là quốc trưởng Bảo Đại cũng lập tức thoái vị trao ấn kiếm cho Việt Minh để trở lại làm quận thị công dân của một nước là Việt Nam độc lập, có đúng hay không? Khi Pháp quay lại xâm lược lập quốc gia Việt Nam, Bảo Đại chẳng lừa Pháp, chỉ là nhận chức lấy lệ, còn suốt ngày thì đi du hí săn bắt mặc cho Việt Minh đập chết thằng thực dân Pháp là gì, có đúng không? Sau này Mỹ vào, anh thị là thấy là tự thấy mình là gì, tài hèn sức mọn, chẳng tham quyền có vị nên dễ dàng nhường hết quyền lực cho là nó ngu đình diệm. Rồi một người yêu nước chân chính, đúng không? Không những vậy, anh còn cười xòa trước kết quả trưng cầu dân ý ở Sài Gòn với 40 vạn cử tri mà có tới 60 vạn phiếu cho là hả, cụ Ngô Đình Diệm, đúng không? Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất cộng hành thì sao? Mọi một người dân tộc yêu nước nên mới bị Mỹ nó giết còn gì, đúng không? Một cái chết vinh vang rạng danh dòng tộc luôn, đúng chưa? Không kể giai đoạn tìm người hiền tài từ năm 1963 đến năm 1967 với vô vàn chính phủ ở ở miền Nam Việt Nam. Năm 1967 anh Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống đệ nhị Cộng hòa liên tục đến là năm 1975. Anh ấy đã làm gì? Làm tình báo, trở thành là điệp viên hoàn hảo và xuất sắc nhất thế kỷ 20 để phục vụ dân tộc. Mở màn, Việt Nam là hao phá chiến tranh mà bọn Mỹ gọi là thay màu da trên xác chết. Anh Thiệu lừa Mỹ để nước sạch quân cho Việt Cộng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Mùa hè đổ lửa năm 1972, anh Thiệu lại lừa thêm bố nó mới đúng chứ phải lừa đưa. Anh Thiệu lại lừa bố nữa, đưa quân tàn tướng hại ra trận để quân giải phóng nhanh chóng giải phóng Quảng Trị, diệt sạch sư đoàn 3 bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Sau hiệp định Paris, vô miệng hô hào là tràn ngập lãnh thổ, bắc tiến, tử thủ. Nhưng từ đó đến năm 1975, anh Thiệu lần lượt bỏ Phước Long, rồi Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Đến 21 tháng 4 năm 1975, anh ấy chửi Mỹ quốc mặt không kịp rồi tuyên bố chắc chắn là theo lệnh Việt Cộng rồi. Tổ chức là tổng thống, từ chức là tổng thống cho chúng nó chết. Ông Nguyễn Văn Thương lên làm tổng thống mấy ngày, học là Vĩnh Thị nên bàn giao lại cho Dương Văn Minh, và anh Minh lập tức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện dân Sài Gòn ngọc hành Nguyễn Đông cho quân giải phóng luôn.
lần đó minh chứng đã đủ cho thấy đế quốc Việt Nam, quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, ô quên, Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị rồi, đệ một, đệ hai, toàn lừa Nhật, Pháp, Mỹ chứ đâu có phải là ngoại. Mỗi tội tiết lộ những thông tin này thì Nhật, Pháp, Mỹ lại coi mấy chính phủ như trên đó là ngụy à. Rồi chuyện này phải hỏi lại ông Nguyễn Cao Kỳ mất đúng không cái gì, cho nên nó ngụy ngoéo cái quái gì đúng không, ngụy đâu mà ngoại, trời ơi người ta lừa hả Mỹ rồi Nhật Pháp bên bên rõ ràng rành rành như thế mà ai lại bảo là ngụy có đúng không hả mọi người, ngụy đâu mà ngụy, mỗi tội chỉ là đu càn bán nước theo giặc gì bên kia thôi chứ đâu phải ngoại, thôi tham gia ngắn ngắn như vậy thôi để cùng mọi người chém gió tí cho nó vui đúng không, mấy vị là đu càn bán đang sống ở cái xứ Cali.